Thưa tiến sĩ Bùi Bình Bảo Sơn, chủ tọa hội nghị, kính thưa các thầy, các cô, các anh, các chị trong hội nghị. Tôi xin thay mặt cho nhóm nghiên cứu tại khoa nội hô hấp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trình bày kết quả điều trị gefitinib bước 1 trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến EGFR dương tính. Nội dung trình bày gồm có 4 phần: đặt vấn đề, đối tượng phương pháp nghiên cứu, kết quả và bàn luận và kết luận của đề tài. Ung thư phổi là một ung thư phổ biến nhất. Theo thống kê của Novocan năm 2018, cả hai giới thì ung thư phổi đứng hàng thứ nhất trong các số bệnh nhân ung thư và kể cả số mắc cũng như số tử vong. Cũng theo thống kê đó thì ở Việt Nam thì ung thư phổi thì chỉ đứng sau ung thư gan số ca mắc cả hai giới. Thế và trong ung thư phổi thì chúng ta biết là đa phần là ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm đến 85%. Trong khi đó thì phân chia theo giải phẫu bệnh thì cũng xu hướng là chủ yếu bây giờ hiện tại là ung thư biểu mô tuyến và có các nhiều các đột biến cũng như là đột biến gen mà chúng ta có thể can thiệp điều trị, đặc biệt là những bệnh nhân ở giai đoạn muộn. Thế thì các đột biến thì trong đột biến thì chúng ta chú ý nhất là cái đột biến EGFA chiếm đến 30-50% số bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn ở nhóm người châu Á. Thế và ở trong các cái nghiên cứu của từ ba miền thì chúng tôi đều thấy rằng con số đột biến EGFA ở số bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng từ 40% đến 50% số bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thế và đa phần là cái đột biến rơi vào exon 19, mất đoạn exon 19 và N858R exon 21 chiếm đến 90% đột biến EGFA. Thế và các cái đột biến chèn đoạn exon 20 và T790M nguyên phát, tức là đề kháng với TKI thế 1, thế 2 thì còn ít gặp, chủ yếu ở gặp ở giai đoạn tức là sau điều trị theo đột biến thứ phát sau điều trị TKI bước 1. Thế vấn đề điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ thì đúng vẫn theo kinh điển thì vẫn là phẫu thuật là số 1. Những bệnh nhân chẩn đoán giai đoạn sớm thì phẫu thuật là ưu tiên trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thế chúng ta còn phối hợp giữa xạ trị, hóa trị, điều trị đích, điều trị miễn dịch, điều trị tại chỗ. Tuy nhiên thì xu hướng chúng ta phải phối hợp các biện pháp điều trị để nâng cao hiệu quả điều trị thì chúng ta phải phối hợp tức là biện pháp cái điều trị đa mô thức. Thế đột biến EGFA có tần suất cao ở các nước Đông Nam Á, bệnh nhân nữ ở nhóm không hút thuốc. Và theo nghiên cứu của Pioneer năm 2014, đột biến ở ung thư tuyến ở khu vực châu Á chiếm trên 50%, ở Việt Nam thì cao nhất 64,2%. Điều trị đích TKI là giảm triệu chứng, kéo dài sống thêm và cải thiện chất lượng cuộc sống, thời gian trung vị PFS 10 đến 14 tháng. Do vậy điều trị đích là xu hướng điều trị chung của ung thư phổi không nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến EGFR dương tính coi như là một cái lựa chọn đầu tay của bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn mà có đột biến EGFR dương tính. Cho nên mục tiêu đề tài nghiên cứu của chúng tôi là đánh giá kết quả điều trị bước 1 ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến EGFR dương tính bằng gefitinib. Chúng tôi chọn 120 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa được điều trị đích bước 1 bằng gefitinib tại khoa nội hô hấp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 1 năm 20. Tiêu chuẩn chọn là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn, tức là giai đoạn 3B, giai đoạn 3C và giai đoạn 4. Bệnh nhân trên 18 tuổi chưa được điều trị hóa chất trước đó. Thời gian điều trị ít nhất 3 tháng tính từ thời điểm chốt số liệu và bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu. Tiêu chuẩn loại trừ thì bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm, tức là giai đoạn còn phẫu thuật được 1 đến 3A. Bệnh nhân có bằng chứng về dị ứng thuốc gefitinib, bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu là tiến cứu theo dõi dọc. Điều trị chúng tôi chọn thuốc gefitinib 250mg một viên uống một ngày, uống một giờ nhất định trong hoặc ngoài bữa ăn. Có thể tự để viên thuốc tự tan trong cốc rồi uống hoặc bơm qua sông dạ dày.
Cho nên ưu thế của điều trị đích tức là cho kể cả những bệnh nhân ở giai đoạn muộn mà toàn trạng kém mà bệnh nhân không thể tự uống thuốc được thì cũng có thể bơm qua sông và cho bệnh nhân được điều trị đích. Tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn chính chúng tôi đánh giá bằng thời gian sống thêm, bệnh không tiến triển, PFS và tỷ lệ đáp ứng toàn bộ AA, và tiêu chuẩn phụ là thời gian sống thêm toàn bộ OS và tỷ lệ kiểm soát bệnh. Đấy, tỷ lệ sống thêm ở các thời điểm khác nhau như 12, 24, 36, 48 tháng và 60 tháng điều trị và tác dụng phụ của thuốc. Đánh giá theo dõi dọc sau mỗi 3 tháng chúng tôi đánh giá và đánh giá khi có triệu chứng hoặc là đánh giá khi có triệu chứng bệnh tiến triển, đánh giá đáp ứng điều trị theo tiêu chuẩn đáp ứng của khối u với tiêu chuẩn của RECIST 1.1, đánh giá tác dụng phụ theo tiêu chuẩn của độc tính và tác dụng phụ của hóa chất của Viện Ung thư Hoa Kỳ. Sử dụng số liệu thì trên phần mềm EPSS 22.0 khác biệt có nghĩa thống kê với P nhỏ thua 0,05 và thời gian sống thêm tính bằng phương pháp Kaplan Meier. Thế về đặc điểm nhóm nghiên cứu thì đa số ở người bệnh nhân trên 60 tuổi chiếm đến 70,8% trong số 120 bệnh nhân của chúng tôi, và nữ giới thì lại chiếm ưu thế 51,7%. Thế và hút thuốc thì có chiếm đến 45%, vì cái nhóm nữ giới thì cái số bệnh nhân đột biến nó cao hơn. Cho nhưng ở bệnh viện chúng tôi thì bệnh viện quân y cho nên là đa phần là nam giới, nhưng mà cái nhóm bệnh nhân nó đột biến này thì nữ giới chiếm ưu thế. Thế và chẩn đoán mô bệnh học thì đa phần là ung thư biểu mô tuyến chiếm đến 93,3%, trong có 8 bệnh nhân thì chưa ung thư biểu mô không tế bào nhỏ chưa phân típ được chiếm 6,7%. Đột biến, vị trí đột biến thì đa số là bệnh nhân đột biến ở exon mất đoạn exon 19 đến 67,5%, và có 32,5% bệnh nhân là đột biến exon 21. Thế và cái đánh giá đáp ứng điều trị sau 3 tháng thì bệnh nhân sau 3 tháng đáp ứng hoàn toàn 3 bệnh nhân, đáp ứng một phần là 68 bệnh nhân và kiểm soát bệnh đạt được 95,8%, đáp ứng toàn bộ đạt được 59,2% số bệnh nhân. Thế và thời gian sống thêm bệnh không tiến triển PFS ở nhóm nghiên cứu chúng tôi trung bình đạt được 14,5 tháng cộng trừ 0,86, cũng thấy rằng có vẻ chênh cao hơn so với nghiên cứu của Mốc và Cộng sự. PFS đạt được 9,8 tháng và các tác giả khác thì có các cái tác giả Nhật Bản thì thời gian tương tự ở trong nghiên cứu Flora thì PFS đạt được trong điều trị gefitinib đạt được 13,8 tháng. Thế về thời gian trung vị sống thêm toàn bộ đạt được 33 tháng. Thế này cái cũng ở các thời điểm khác nhau thì thấy rằng thời gian sau 12 tháng thì sống thêm toàn bộ đã còn sống tỷ lệ sống thêm còn 63,3%, 24 tháng còn 25%. Thế và các nghiên cứu theo nghiên cứu cuối cùng của Flora thì OS với thế hệ 1 đạt được 31,8 tháng, phải không ạ? Thế và OS 24 hay 36 tháng 59,44% cũng tương tự cái kết quả của chúng tôi. Thế thời gian sống thêm toàn bộ có một số cái mối liên quan với giới, tiền sử hút thuốc thì thấy rằng trung vị OS ở nữ giới dài hơn nam giới có khác biệt công nghệ thống kê. Như và trung vị ở nhóm bệnh nhân không hút thuốc thì dài hơn nhóm bệnh nhân hút thuốc, sự khác biệt có ý nghĩa với P bằng 0,025. Thế và cũng cái thời gian ở bệnh nhân toàn trạng tốt và toàn trạng kém thì chúng tôi đánh giá ở bệnh nhân đó thì thấy rằng cái nhóm toàn trạng tốt và toàn trạng kém thì thời gian PFS không có khác biệt nhưng mà chưa rõ rệt. Tuy nhiên ở cái trung vị cái thời gian toàn sống thêm toàn bộ thì khác biệt có ý nghĩa. Cái này cũng rất quan trọng bởi vì chúng ta thấy rằng cái thuốc đích ấy có thể dùng cho những nhân mà tổng trạng kém trong khi mà hóa trị thì không còn chỉ định. Thế về tác dụng không mong muốn thì chúng tôi cũng ít gặp tác dụng không mong muốn nặng, mà chủ yếu là gặp bệnh nhân nổi ban, viêm kẽ móng, tiêu chảy và tăng men gan. Với số tác dụng phụ thì
gặp ở 40,8% đa phần là tác dụng phụ ở mức độ nhẹ. Thế và theo mốc của cộng sự thì hay gặp cũng gặp các tác dụng phụ tương tự như là nổi ban, tiêu chảy, khô da và ngứa, chủ yếu ở độ 1, độ 2. Của Mondo thì ban sẩn và tiêu chảy 32-38%, tăng amangan là 20%. Nói tóm lại, chúng tôi qua nghiên cứu 120 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa điều trị bước 1 bằng gefitinib, chúng tôi nhận thấy thời gian theo dõi trung bình bệnh nhân là 16,44 tháng, và tại thời điểm 3 tháng kiểm soát bệnh đạt 95,8% và đáp ứng toàn bộ là 59,2%. Trung vị thời gian sống thêm bệnh không tiến triển là 14,5 tháng, trung vị thời gian sống thêm toàn bộ là 33 tháng. Thời gian sống thêm toàn bộ dài hơn có nghĩa thống kê ở nhóm bệnh nhân nữ không hút thuốc và nhóm toàn trạng tốt. Không có sự khác biệt thời gian sống thêm bệnh không tiến triển giữa hai nhóm toàn trạng kém và toàn trạng tốt. Tỷ lệ sống thêm ở các thời điểm 12 tháng là 63,3%, 24 tháng 25%, 36 tháng 5,8%. Tác dụng không muốn hay gặp gặp ở 59,2, nhưng mà đa phần những tác dụng phụ nhẹ và có thể kiểm soát được. Và thấy khẳng định một điều rằng gefitinib là một TKI có hiệu quả tốt trong điều trị bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn bài báo cáo của Phó giáo sư Nguyễn Đình Tiến.